Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục các video trong phần Language Focus của Unit 8 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 1 của phần Grammar and Vocabulary các bạn ha. Rồi phần ngữ pháp và phần từ vựng. Thì hôm nay, như hồi nãy trong video 1 mình nói các bạn đó, là chúng ta sẽ gặp lại những cái đại từ này. Những đại từ này rất là quan trọng. Trước khi vào á, thì mình giúp các bạn phân biệt này, xong one như thế nào này, anyone này, no one này, hay là everyone như thế nào, để chúng ta sẽ hiểu được bản chất của nó rồi chúng ta sẽ làm rất là tốt các bạn nhé. Đây, mình sẽ sơ bộ cho các bạn nắm. Đây, các bạn nhé. Someone này, anyone này, no one này hay là everyone này. Cái someone á là một cái ai đó, đúng không? Còn anyone á là bất cứ ai. Cái no one á là không ai. Và everyone là mọi người. Chúng ta phải hiểu bản chất của các từ này, nghĩa của nó cái đã, rồi sau đó chúng ta biết cách dùng của nó. Dùng với động từ như tư kết luận đi với ngôi số 3 số ít này. Như vậy là tất cả các động từ đi với những chữ này đều sao? Nó đóng vai trò là ngôi số 3 số ít. Thì động từ đi sau phải thêm S này, các bạn thấy chưa? Đó. Rồi, vậy thì các bạn nhìn đây nhá. Someone và everyone dùng trong câu khẳng định. Đó, bạn nhớ nha. Anyone dùng trong câu hỏi và câu phủ định. Và sau no one dùng động từ ở khẳng định. Nhưng câu lại mang nghĩa phủ định. Đó, các bạn để ý này, bởi vì không ai này. Tí nữa qua từng câu một thì các bạn sẽ thấy rất rõ nhé. Nhưng các bạn nhớ này, đâu là khẳng định, đâu là phủ định và câu hỏi là các bạn phải nắm cho mình nhé. Đó là cái thứ nhất. Đây, các bạn nhìn thấy ví dụ là các bạn hiểu ngay nè. Đây, nha. Mình sẽ đưa cho các bạn vài ví dụ các bạn thấy nè. Ai đó đang sao? Đang theo sau tôi. Đúng không? Ai đó đang theo sau tôi thì động từ đây đóng vai là đi với ngôi số 3 số ít chắc chắn rồi. Ok. Mọi người đều đã về nhà. Ok. Bất cứ ai có thể trả lời câu hỏi này chứ? Đó, có ai có thể trả lời câu này được không? Tôi không thể thấy bất cứ ai ở đây cả. Tôi không thể thấy bất cứ ai cả, bạn thấy chưa? Một câu hỏi, hai là câu phủ định liền, thấy chưa? Anyone này. Đó, bạn thấy chưa? Bất cứ có ai có thể trả lời câu hỏi này không? Hay là tôi không thể thấy bất cứ ai ở đây cả. Rồi, no one can answer this question là không ai có khả năng trả lời câu hỏi này. Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Có nghĩa là mặc dù viết là viết khẳng định đó, nhưng câu lại mang nghĩa phủ định. Đó, bạn thấy chưa? Bản chất của các từ này là như vậy thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta vô từng câu thì chúng ta trả lời rất dễ thôi. Đây, vô câu mẫu người ta các bạn ha. Này, không ai thích rắn. Không ai thích rắn. Có phải vậy chăng? Đó, có phải vậy không? Như vậy các bạn thấy chưa? Mặc dù đây là câu khẳng định nhưng nó lại mang nghĩa phủ định, nó là như thế. Ok. Rồi, vậy thì chúng ta hiểu được bản chất rồi đúng không nào? Bây giờ câu 1 của chúng ta các bạn nhìn đây. Tôi không nghĩ là mọi người đều thích cái bộ phim đó, nó thật là chán. Thế thì cái chỗ này các bạn dùng là gì? Everyone. Tại sao các bạn dùng everyone chỗ này? Bởi vì nếu các bạn dùng chữ no one chỗ này không đúng. Tôi không nghĩ không ai thích, đã không ai đâu mà còn không nghĩ thì không được nha. Tôi không nghĩ không ai thích bộ phim đó, nó thật chán. À, đây các bạn nè, không ai. Tôi không nghĩ là không ai thích bộ phim đó. À, là không có ai thích bộ phim đó, mà là tôi không nghĩ là đâu được. Mà nó mang nghĩa chán là đâu được. Nó nghĩa này là đá, nghĩa kia là không được, đúng không? Đó, là song quan thì càng không đúng luôn, đúng không? Đó, tôi không nghĩ một ai đó đã thích bộ phim này, nó thật là chán thì cũng không đúng, đúng không? Phải là, không phải một ai đó. Đây, anyone này chứ, xin lỗi. Chứ còn anyone, everyone là đúng rồi. Còn ai đó này nó mang cái nghĩa là giống như là một cái gì đó, nó mang nghĩa cái câu nghi vấn đó các bạn. Và trong trường hợp này chúng ta không thể dùng là someone được, bởi vì someone là ai đó là làm cái gì đó, thì tôi không nghĩ ai đó đã thích bộ phim này thì nó không hay, bởi vì nó phù hợp với câu này nữa. Cho nên chỉ có cái everyone này là hợp lý nhất. Tôi không nghĩ mọi người là thích bộ phim đó, nó rất là chán, là quá hợp lý nhất các bạn nha. Ok, câu số 2 này các bạn mới dùng someone đó. Hai cái everyone với someone đôi lúc nó dễ nhầm lẫn lắm các bạn nhìn nha. Ai đó đã gọi điện trong lúc mà tôi đi ra ngoài, nhưng họ đã không để lại tin nhắn, không để lại lời nhắn. À, các bạn thấy chưa? Như vậy đây là mang nghĩa một cái gì đó là ngờ, một dạng câu hỏi, một dạng chưa rõ nào đó, người ta mới hay dùng cái someone này các bạn ha. Còn cái này thì nó quá rõ rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Hai cái rất là dễ lộn nha. Rồi, gọi là someone. Nhớ đều là, nếu là hiện tại là phải là với tư cách là đi với ngôi số 3 số ít các bạn nha. Nhớ cho mình. Rồi, câu số 3 này các bạn. Câu số 3 là anyone, các bạn thấy chưa? Đó. Câu hỏi và câu phủ định là lưu ý cho mình, anyone. Đó, tất cả các chữ này nó có trên này hết rồi, thì các bạn cứ nhìn mà chữ thầy không được đẹp lắm, bạn thông cảm. Có bất cứ ai, có
bất cứ ai phiền không nếu tôi ăn trước? À, ví dụ vô ngồi vô bàn tiệc á, mình sẽ hỏi là does anyone mind if I eat first? Thì người ta hiểu, à tôi ăn trước mọi người có phiền không? Đói quá, ý thế. Ok. Rồi, câu số 4 các bạn. Câu 4 là song quan tiếp này. Đó, bạn thấy chưa? Nó ngang ngang, nó na ná với một dạng câu hỏi các bạn thấy chưa? Song quan. Đây. Đó. Đây. Có ai đó ở cửa này các bạn thấy chưa? Một câu gì đó nghi vấn, một câu gì đó ngờ ngờ đó là như vậy. Có ai đó ở cửa. Bạn có thể đi đến và xem liệu ai ở đó. Đó là ai? Đó, bạn thấy chưa? Rồi, câu số 5. No one. Đây, các bạn nhìn phụ đây. Các bạn thấy chưa? Tôi không biết. Tôi không đến chứ không, xin lỗi, tôi không đến lớp học đã 3 ngày rồi. Trong 3 ngày rồi. Và sao các bạn? Và không ai biết rằng anh ta ở đâu. À, xin lỗi, không phải tôi mà anh ta. Anh ta đã không đi học 3 ngày rồi và chẳng ai biết anh ta ở đâu, đúng không nào? Đó, câu khẳng định nhưng nghĩa là nghĩa phủ định. No one. Đó, câu khẳng định nhưng là nghĩa nghĩa phủ định. Đó, lưu ý cho mình. Đó, anh ta đã không đi học 3 ngày rồi và không ai biết anh ta ở đâu hết. Câu số 6. Câu số 6 là everyone. Đó, bạn thấy chưa? Everyone à. Cũng có thể là anyone, cũng có thể là everyone, nhưng everyone là hợp lý hơn trong câu trường hợp này này. Đây, chúng tôi có thể bắt đầu ngay bây giờ. Mọi người đã đến chưa? Đó, cái chỗ này nếu mà các bạn mà dùng any á thì không được. Đây, nếu mà các bạn nói là có bất cứ ai đến chưa thì nó là không hay, mà mọi người đến chưa nó hợp lý hơn. Thực ra nó không có sai về ngữ pháp nhưng nó là không hay về câu này. Chỗ này phải là everyone. Đó, là cái từ này này các bạn nha. Đó, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ và mọi người đã đến chưa là hợp lý, đúng không? Mọi người đã đến chưa? Đó, rồi. Câu cuối cùng, câu 7 của chúng ta này. Chúng ta nha. Mọi người nói rằng là sao các bạn? Họ sẽ tham dự bữa tiệc. Đó, mọi người thì nói rằng họ sẽ tham dự bữa tiệc, nhưng sao các bạn? Chẳng ai đến cả. Mọi người nói là bữa tiệc nhưng chẳng ai đến. Các bạn để ý này, chẳng ai, no one. Đó. Ok. Rồi, như vậy là các bạn hình dung được chưa? Đó, rồi vậy thì những cái đại từ này nó rất là quan trọng và nó rất là thường xuyên được xuất hiện trong câu tiếng Anh của chúng ta. Và hy vọng các bạn qua video này các bạn có cách dùng tốt nhất đối với các từ tiếng Anh này các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn ở bài tập số 2 cũng như bài tập số 3. Chào các bạn.